Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong cảm ơn bác sĩ Trọng Võ đã bảo trợ mua các tạp chí quốc phòng của TNP Channel để mà gửi tặng cho khách hàng của ông. Quý vị nào có những nhu cầu về dược thảo, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ Trọng Võ qua số điện thoại trên màn hình quý vị 714-531-2020. 714-531-2020 hoặc vào trang web của bác sĩ Trọng Võ là tndượcthảo thảo.com tnduethao.com để biết thêm chi tiết. Bên cạnh đó thì à quý vị nào muốn mua tạp chí Quốc phòng cũng liên lạc với Trần Nhật Phong đạo diễn @yahoo.com, Trần Nhật Phong đạo diễn @yahoo.com. Đây là tạp chí Quốc phòng duy nhất và đầu tiên của người Việt ở hải ngoại chuyên về các tin tức liên quan tới quốc phòng ở tại khu vực Á châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, các cuộc tập trận, các à, biến cố và các cuộc đối đồng sẽ được ghi nhận đầy đủ bằng hình ảnh và chi tiết ở trong tạp chí Quốc phòng số ra mỗi tháng và được là, mô tả là trang màu rất đẹp. Quý vị nào muốn order thì vui lòng liên lạc với địa chỉ email phong vừa đọc, trần nhật phong đạo diễn at @yahoo.com. Đó là cái thông báo của phòng. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là Hoa Kỳ cho thử nghiệm tính răn đe cao hơn đối với Iran khi mà đưa tất cả những thủy quân lục chiến lên trên các tàu chở dầu thương mại. <laughs> Bản tin mới nhất cho biết, thì uh, Hoa Kỳ uh, xin lỗi quý vị, Trung Quốc và uh, phía của Nga đang bắt đầu một cái uh, cuộc gọi là uh, họp uh, về vấn đề điều uh, về quốc phòng và trong đó gần như là họ bắt đầu chuẩn bị cho các cái chiến lược mùa xuân và mùa đông cũng như mùa hè năm tới. giữa lúc này thì uh, có ít nhất là 20 mươi uh, thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã có mặt trên các chiếc tàu được xem là cấm cờ ngoại quốc di chuyển xung quanh khu vực eo biển Hosmu và bắt đầu tìm cách ngăn chặn tình trạng mà chặn bắt các tàu dầu đi ngang qua nơi đây và các chiếc tàu này được biết rằng là có để lắp đặt những đầy đủ những cái hỏa tiễn cần thiết những cái phóng đạn cũng như là các vũ khí và nếu như không có vấn vấn đề gì xảy ra thì đây sẽ là một chiến thắng mới cho Hoa Kỳ khi mà bắt đầu kiềm chế khu vực Iran ở tại Trung Đông đặc biệt là hiện nay phía Hoa Kỳ cho biết họ muốn tăng cường khả năng răng đe đối với lại phía của Iran trong đó họ sẽ gửi tất cả những thủy quân lục chiến lên tất cả những chiếc tàu thương mại chở dầu di chuyển qua khu vực này và trước đây thì phía Hoa Kỳ vẫn e ngại là vẫn có những chiếc tàu không tặc cướp và gọi là hải tặc cướp dầu hoặc là những cái tình trạng bắt giữ con tin từ phía của Iran và nhà nước cộng hòa hồi giáo Iran và từ tháng 7 thì Bộ Quốc phòng đã bắt đầu bác bỏ tất cả những cái dự dự tính là sẽ à, có những tàu chiến à, đi tháp tùng với lại các chiếc tàu thương mại. Nay thì họ đưa lên cho biết rằng là sẽ có khoảng từ 15 cho tới 20 binh sĩ thủy quân lục, lục chiến sẽ được uh, chú đóng ở trên các chiếc tàu thương mại di chuyển qua khu vực của vùng biển Ả Rập và đặc biệt là cam kết là sẽ có những cái uh, hành động nếu mà phía Iran có những cái uh, biến cố gì mà nhắm tới các chiếc tàu chở dầu này. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất của Hoa Kỳ nhằm kềm chế đối với lại Trung Quốc đây và với lại Iran trong việc mà họ tìm cách bắt những tàu dầu tại đây đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã bắt đầu nói chuyện với Venezuela để tháo gỡ lệnh cấm vận và đổi lại là Venezuela phải cam kết có một cuộc bầu cử công bằng. Chính quyền của Joe Biden đã là có cuộc nói chuyện với lại Venezuela và có thể sẽ tạm thời tháo gỡ một số lệnh cấm vận đối với quốc gia này để đổi lại cho quốc gia này phải tổ chức một cuộc được xem là bầu cử công bằng vào năm tới trong đó thì thảo luận gồm có các giới chức cao cấp của đôi bên và bao gồm luôn cả lãnh đạo của quốc hội của venezuela là jorge rorigus trong đó họ cho biết là nguồn tin thân cận và không cho biết tên của người tiết lộ nguồn tin này washington đã tìm cách gọi là đưa sáng kiến là sẽ giải tỏa một số lệnh cấm vận dành cho chế độ của ông tổng thống Nicolas maduro trong đó, gần như ông ta sẽ phải tái tranh cử vào cuộc bầu cử năm 2024 và yêu cầu ông ta phải trả tự do cho các tù nhân chính trị và lệnh cấm vận này sẽ tạm thời tháo gỡ một số những cái uh, gây khó khăn về nền kinh tế của Venezuela và giải quyết cơn khủng hoảng nhân đạo ở tại quốc gia này giữa lúc một quốc gia này đang đối diện với cuộc sống khó khăn và rất nhiều những thành viên của đảng đối lập mong muốn đẩy ông này ra khỏi quyền lực và nếu đạt được thỏa thuận thì Hoa Kỳ có thể sẽ cấp môn bài cho một số những cái uh, À, việc xuất cảng hoặc nhập cảng cho của Venezuela một cách tạm thời và các cuộc đầu à, đối thoại này được xem là lần đầu tiên để giải tỏa tất cả những cái giới hạn nhắm vào à, Venezuela từ năm 2017 cho tới năm 2021 dưới thời của tổng thống Trump người đã có chính sách cứng rắn với chế độ xã hội chủ nghĩa này Maduro đã có một đã chiếm quyền lực từ năm 2013 và dường như ông ta chuẩn bị cho một cái à, nhiệm kỳ thứ ba vào năm tới tuy nhiên vẫn chưa biết được cái ngày nào để mà <laughs> thực hiện cái cuộc bỏ phiếu và cuộc bầu cử này và có mời các quan sát viên của ngoại quốc tế hay không. Và điều này cho thấy rằng là phía Venezuela đang bị thúc giục bởi các quốc gia gồm có Pháp và Brazil thúc đẩy họ là phải có một cuộc bầu cử công bằng hiện nay vẫn chưa biết là thỏa thuận trên có được đạt được hay không và nó lại thuộc vào cái hành động của chế độ của Maduro theo tường trình của nguồn tin cho biết như trên và hiện nay thì chính quyền của ông Trujan sẵn sàng mở ra các cuộc đối thoại này đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay <laughs> và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thị trưởng thành phố New York là ông Eric Adam đã gặp gỡ với ông Netanyahu tại do thái bản tin mới nhất cho biết thị trưởng của thành phố new york là ông eric adam đã gặp gỡ với thủ tướng do thái benjamin netanyahu vào hôm thứ ba nơi mà ông adam đã gọi đây là một cái uh, giây phút quan trọng cho người do thái theo tường trình của báo chí do thái cho biết uh, anh ông là một người bạn tốt của do thái ông netanyahu đã nói chuyện với ông adam trong ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm ba ngày tới khu vực của uh, do thái và ông sống trong cái thành phố mà uh, nó có cái uh, căn bản về vấn đề gọi là thông minh có cái tức là sáng tạo văn hóa và một cái trung tâm về tài chính của thế giới và chúng ta đang có được một cái trung tâm này và hiện nay thì chúng ta đang nối kết các trung tâm lại và chúng ta sẽ làm tốt hơn đó là lời phát biểu của ông Netanyahu đã đưa ra trong coi khi đó thì ông Adam đã lên tiếng và giải thích rằng à, việc mà ông ta gặp ông Netanyahu là lệ thuộc vào cái à, quan hệ giữa thành phố của ông ta và à, đất nước Do Thái và đôi bên thảo luận về vấn đề tranh chấp trong vấn đề cải tổ hệ thống tư pháp tại Do Thái được xem là đã dẫn tới một à, cuộc biểu tình lớn tại Do Thái ta, từ trước tới nay và thị trưởng của thành phố New York cũng gặp gỡ với đại diện của các người tham gia cuộc biểu tình chống lại cái dự tính được xem là cải tổ hệ thống tư pháp. Đây là giây phút lịch sử. Ông Adam cho biết, tôi chỉ muốn tới đây, à, không phải là để xen vào, nhưng tôi muốn học hỏi và tôi muốn rằng cái chuyến điện này của tôi là một giây phút mà tôi tin rằng người Do Thái và người dân của Do Thái sẽ quyết định làm cách nào để tiến về phía trước. Và tôi đang lắng nghe tôi không bao giờ có cái ý định gọi là bác bỏ tất cả những điều gì mà quý vị nói. tôi nghĩ rằng người dân của do thái cần phải khẳng định được cái bản sắc của họ và điều quan trọng với tôi là gặp gỡ người dân của cả hai phía để lắng nghe tất cả và tôi không có đưa ra một quan điểm nào khác hay một cái ý định nào khác. đây được xem là một trong những cái chuyến đi khá quan trọng của thị trưởng thành phố new york tới khu vực của Do Thái và thành phố New York được xem là nơi là có cái ảnh hưởng rất nhiều của cộng đồng Do Thái tại đây và ông Eric Adam đang tìm cách giành lại cái sự ủng hộ của người Do Thái đối với đảng dân chủ và mà trong thời gian vừa qua người Do Thái gần như trở thành nạn nhân bị kỳ thị và bị phân biệt đối xử bởi những người được xem là theo khuynh hướng cực tả ở tại khu vực New York bao gồm luôn cả bà dân biểu Ocasio Conte được xem là nằm trong bộ tứ ở trong quốc hội và có cái chủ nghĩa bài do thái rất cao. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong và các báo chí đều lên tiếng nhấn mạnh trong chiều ngày hôm nay là người lãnh đạo lực lượng lính đánh thuê Wagner là ông Prigozhin cùng với là chín người khác đã bị mất mạng ở trong một cái tai nạn xe máy bay diễn ra ở phía bắc của thành phố Moscow và cơ quan hàng không dân sự của Nga đã thông báo như trên. Cơ quan hàng không dân sự này đã công bố tên của bảy hành khách cùng với lại ông Prigozhin và Ukin cùng với lại ba phi hành đoàn nằm trên cái chiếc cái máy bay này. Và trước đó thì uh, trên cái channel Telegram uh, có liên hệ tới ông Warner đã loan báo chính thức là ông ta đã qua đời và channel này uh, có tên gọi là Crack Zone. Loan báo rằng ông Prigozhin là một anh hùng và một người yêu nước và ông đã hy sinh và à, và trong tay của những kẻ người không được xác nhận và gọi đây là những kẻ phản bội nước Nga và lãnh đạo của nhóm Wagner một anh hùng của nước Nga một anh một người yêu nước thật sự và yêu đất mẹ thật sự ông Zevgeny à, Prigozhin đã qua đời trong kết quả hành động của những tên phản bội nước Nga đó là một trong những cái post đã được đưa lên trên cái trang Channel Great Zone Channel và điều này ở dưới địa gục ông ta sẽ có những cái tốt nhất và vinh quang cho nước nga đây là một trong những cái thông báo chính thức và nếu xác nhận thì cái chết của ông lãnh đạo của cái nhóm lính đánh thuê wagner này sẽ là một chấn động mới và trong đó nhiều tình nghi cho rằng kẻ đứng sau cái chết này và tai nạn này có thể là ông Vladimir Putin. Tuy nhiên thì giờ phút này vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan tới cái vấn đề này. Tuy nhiên ông Wagner là người à, ông chủ của Wagner, tức là ông Prigozhin là người đầu tiên đã gây ảnh hưởng tới quyền lực của Putin trong một cuộc binh biến bất thành diễn ra vào tháng trước và hiện nay vẫn chưa có lời phát biểu nào từ phía Điện Kremlin hay là Bộ Quốc phòng của Nga. Cuộc điều tra đang được phát động và chúng tôi đang tìm hiểu cái uh, việc mà cái uh, chiếc máy bay này gặp tai nạn. Đó là lời phát biểu của cơ quan hàng không dân sự của Nga đã cho biết như trên và tin tức này và đã gây chấn động cho thế giới và bản tin mới nhất cho biết là một cái chiếc máy bay thứ hai có liên can tới ông Prigozhin ngay sau khi mà chiếc máy bay này rớt xuống khỏi bầu trời thì đã có một chiếc máy bay tư nhân khác có liên hệ với ông Prigozhin đã xuất hiện ở gần St. Petersburg nơi nằm thuộc về quê nhà của ông Prigozhin và sau đó quay trở lại Moscow và hệ thống của À, gọi là xác nhận các cái chuyến bay và định vị các chuyến bay đã cho biết như trên. Ông Prigozhin, 62 tuổi, vốn là người đã thực hiện một cái cuộc gọi là binh biến bất thành vào ngày 23 và ngày 24 tây tháng 6 mà trong đó ông Putin cho rằng có thể đẩy nước Nga vào một cuộc nội chiến và các chiến binh của ông Wagner, của lực lượng Wagner sau đó đã gần như bắn rơi một số những chiếc trực thăng của lực lượng của Nga và giết hại một số những con một phi công mà họ cho rằng là để trả thù cho các đồng chí của họ, tức là những chiến hữu của họ đã bị thiệt mạng. Và việc này đã dẫn tới việc mà ông Prigozhin đã đưa lực lượng Wagner của ông phải đi lưu vong tại ở khu vực của Belarus tức là quốc gia đồng minh của Nga và hiện nay thì vẫn chưa biết là cái biến cố này như thế nào. Tuy nhiên để phát biểu về điều này thì tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden trong ngày thứ tư nói rằng ông không bất ngờ khi mà lãnh đạo của nhóm lính đánh thuê Nga là Prigozhin đã chết trong một tai nạn máy bay và ông nói rằng không có hai nhiều gọi là không có nhiều biến cố lắm ở nước này và hầu hết chưa biết được có phải là ông Vladimir Putin là kẻ đứng sau cái tai nạn này hay không. Ông Prigozhin nằm trong danh sách của những hành khách trên một chiếc máy bay tư nhân và nó đã gặp nạn vào ngày thứ tư ở phía bắc của Moscow và không có ai sống sót theo tường trình của giới chức nga cho biết như trên và trong đó thì gần như là tôi không biết những gì đang xảy ra về sự thật và tuy nhiên tôi đã không có bất ngờ ông bà Biden đã nói với các thông tin viên và đã không có nhiều những cái chuyện xảy ra tại nước Nga mà không phải là Putin đứng phía sau và tôi không biết có đủ để có câu được biết được câu trả lời hay không và hiện nay thì uh, tòa báo đốc cho biết là ông uh, Biden vẫn đang nhắc nhở về cái chết của ông Prigozhin và cái chết này có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ cái chiến lược của Nga tại Ukraine và chưa biết được số phận của nhóm lính đánh thuê Wagner ở tại uh, Belarus sẽ có ai thay thế và sẽ như thế nào hay sẽ bị giải tán thì con số ở cái uh, điều này vẫn là một ẩn số và ông Prigozhin được xem là một đồng minh thân cận trước đây của ông à, Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông ta là và lực lượng Wagner của ông ta là lực lượng chủ lực trong cái cuộc tấn công toàn diện nhắm vào lãnh thổ Ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của nước Nga ngày hôm nay. <laughs> và liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay thượng nghị sĩ marco rubio đã thúc giục là không nên cho dẫn độ một uh, 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 gọi là một uh, tướng lãnh uh, gọi là phiếm uh, loạn ở tại colombia bản tin mới nhất từ ở florida cho biết thì thượng nghị sĩ marco rubio kêu gọi chính quyền của joe biden là bác bỏ yêu cầu của chính quyền colombia là cho dẫn độ một cựu à, tướng lãnh à, mà ông ta đã đề tên là một à, đặc sứ hòa bình cho quốc gia Nam Mỹ và trong đó cho thấy ông này có thể sẽ bị à, tống vào tù và có thể sẽ bị lạm dụng nhân quyền khi ông ta được trả về Colombia. Ông này có tên là Salvatore Mascuso, được xem là một chỉ huy trưởng của một nhóm à, dân quân cánh hữu và đã hoàn tất 12 năm. À, tù của ông ta ở tại Hoa Kỳ trong các tội liên quan tới buôn ma túy từ năm 2020 và ông ta vẫn bị câu lưu ở trong sở câu lưu của Hoa Kỳ kể từ khi mà Colombia vào phút cuối đã yêu cầu phía Hoa Kỳ là cho dẫn độ ông này. Ông này có cả quốc tịch Mỹ lẫn quốc tịch của Colombia và trong đó gần như ông ta sẽ đối diện với một cái sự trả thù của tổng thống cánh tả tại Colombia nếu ông ta được đưa trở lại Colombia. Trong tháng này thì tổng thống của Colombia là Gustavo Petro đã lên tiếng và kêu gọi là ông Mancuso là một đặc sứ hòa bình quảng bá cho việc mà giải giới tất cả những thành viên được xem là bờ vũ khí bất hợp pháp ở tại Colombia sau khi mà ông Macuso đã <laughs> À, lực lượng của ông ta được xem là lực lượng tự vệ ở tại Colombia và trong đó đã bị đánh bại trong hai trong hai thập niên trước đây và trong đó gần như là ông Petro cho biết là ông đang tìm cách gọi là ban án tù cho ông Marucho nếu mà ông quay trở lại Colombia và trong đó ông ta phải chịu trách nhiệm cho 1.500 cái chết của và mất tích của một số người khác đây được xem là một trong những lời can thiệp mới nhất của thượng nghị sĩ Marco Rubio trong đó thúc giục ông Mariscalin là Bộ trưởng Tư pháp là nên bác bỏ yêu cầu dẫn độ cho tới khi ông Petro rút lại tất cả những đề nghị của ông ta về, về thân về số phận của ông Marcuso và trong đó là phải bảo đảm ông phải có một cái phiên tòa công bằng. Đây được xem là một trong những can thiệp mới nhất mà thượng nghị sĩ Marco Rubio đã đưa lên. Ông Marcuso được xem là lãnh đạo của một cánh dân quân cánh hữu ở tại Colombia và đã có cuộc chiến khá dài với lại lực lượng cánh tả tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay 371 người đã bị truy tố tội lừa gạt các cái tiền liên quan tới hỗ trợ về Covid-19 và tổng số tiền lên tới 836 triệu Mỹ kim theo báo cáo của Bộ Tư pháp cho biết. Bộ Tư pháp đã phát động ít nhất là hai cái lực lượng trừng phạt về các cái tiền lừa gạt ở trong cái đại dịch Covid-19 và bộ này cho biết và loan báo họ sẽ bắt đầu truy tố hình sự với tổng cộng là 371 người liên quan tới việc đánh cắp tổng số tiền lên tới 3836 triệu mỹ kim trong cái quỹ gọi là cứu trợ về đại dịch. Bộ Tư pháp hiện nay đã tịch thu được khoảng 1.4 tỷ Mỹ kim trong cái ngân quỹ được cua đã cứu dịch và đã bị đánh mất, đánh cắp bởi những thành phần tội phạm và truy tố hơn 3.000 bị cáo trong các cái tội được xem là liên quan tới của liên bang và tội hình sự theo tường trình của ông Meric Gelen, Bộ trưởng Tư pháp đưa ra trong một bản tách mình và trong hành động mới nhất trong đó gồm có 300 bị cáo và trên 830 triệu mỹ kim bị cáo buộc là đã có hành động lừa gạt và đây là một cái thông điệp rất rõ ràng tất cả những cái quỹ hỗ trợ về sức khỏe khẩn cấp đã chấm dứt và bộ tư pháp sẽ làm việc để xác nhận và truy tố những ai đã lợi dụng cái quỹ này à, và hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc đó là lời phát biểu của ông đưa ra. việc truy tố này là kết quả của lực lượng điều tra về tình trạng lừa gạt tiền của chính phủ trong đại dịch và theo tương trình của DOJ thì 371 đã bị cáo với 119 người đã nhận tội hoặc là à, sẵn sàng bước ra tòa và trong đó có trên 57 triệu Mỹ Kim tòa đã yêu cầu tịch thu lại và đã được à, tịch thu bởi tòa và trong đó gần như là có 718 à, cái à, hoạt động của các lực lượng công lực bao gồm 117 người hoạt động trong cái lĩnh vực dân sự và trong đó họ tịch thu khoảng 10.4 triệu Mỹ Kim trong một cái phán quyết và đây được xem là vụ vụ án lớn nhất liên quan tới lừa gạt các cái ngân quỹ dành cho cứu dịch và họ đã sử dụng rất nhiều những cái thủ thuật để mà lấy tiền từ cái ngân quỹ cứu dịch trong đó bao gồm luôn cả cá nhân và công ty cũng như các món là vay từ cái chương trình SPA của chính phủ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay lại có thêm một phụ nữ khác đòi dọa bắn Tổng thống Trump và con trai của ông đã bị bắt giữ tại Chicago. Các giới chức cho biết một phụ nữ tại Chicago đe dọa là sẽ bắn thẳng vào Tổng thống Trump và con trai của ông là Barron Trump. À, và trong đó, theo tường trình của tờ New York Post cho biết, tôi sẽ bắn Donald Trump và Barron Trump ngay trước mặt của ông họ nếu tôi có cơ hội. Đó là lời phát biểu của Tracy Fiorenza. 41 tuổi, bị cáo buộc đã viết trong một cái email ngày 21 tây tháng 5 ở tại Headmaster khu vực ở Bambis và trong cái second email tức là cái email thứ hai, đề ngày 5 tây tháng 6 thì bà ta nói rằng bà ta sẽ đưa viên đạn bay vào người và vào đầu của Beren và cũng như là sẽ bắn thẳng vào thân phụ của Beren. Fiorenda Zerenza đã bị bắt giữ tại nhà riêng của cô ta ở tại Chicago vào sáng ngày thứ hai. Trong đó thì bà ta sẽ được đưa ra tòa của liên bang. Bà ta sẽ đối diện với án tù khoảng 5 năm. Lời đe dọa đối với một viên chức làm việc cho chính phủ sẽ đã gia tăng trong thời gian gần đây và gần như là một thách thức đối với các cơ quan công lực, các cái nhóm này hoạt động về dân quyền và kể cả cái nền gọi là sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ. FBI cho biết vào đầu tuần này là họ đã bắn chết một người đàn ông 74 tuổi ở Utah đã đe dọa và là sẽ ám sát ông Joe Biden. 6 ngày trước đó thì một phụ nữ một người đàn ông 52 tuổi đã bị kết án 3 năm rưỡi tù về việc và đe dọa giết chết một nhân viên làm việc trong cái ủy ban bầu cử ở tại Arizona. 4 ngày trước đó thì các công tố viên truy tố một người phụ nữ ở Michigan 56 tuổi đã tìm cách khai mang để mua súng và bà này đã có một đứa con lớn và bị bệnh tâm thần đe dọa là sẽ nhắm vào ông Joe Biden và các cái thống đốc của đảng Dân Chủ. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất cho thấy là tình trạng bạo động và đe dọa các viên chức của chính phủ và kể cả cương vị của tổng thống đã diễn ra kể từ khi mà bắt đầu có một cái cuộc gọi là thiếu minh bạch trong cuộc bầu cử năm 2020, nó đã kích động nhiều người trở nên cực đoan hơn và đe dọa sát hại những uh, viên chức cao cấp của chính phủ bao gồm luôn cả tổng thống. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thảo luận về một cái đảng thứ ba dường như đang trỗi dậy ở hoa kỳ và có thể ảnh hưởng cả đảng cộng hòa lẫn đảng dân chủ một số lượng rất đông các cử tri của người dân hoa kỳ đã tìm cách bác bỏ hai đảng chính và đang tìm kiếm một cái đảng thứ ba và việc này có thể sẽ ảnh hưởng kết quả bầu cử năm 2024. Bản tin mới nhất cho biết nếu như mà có cuộc tái đấu giữa ông tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump thì một đảng thứ ba là đảng No Labor có thể sẽ gửi một ứng cử viên của họ ra và ứng cử viên này có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Đảng thứ ba với được xem là một cái hệ thống đa đảng và trong đó sẽ được xuất hiện và sẽ có những cái hành động và có những cái hoạt động để mà tìm cách chấn chỉnh lại cái nền chính trị của Hoa Kỳ vốn đã bị đẩy về hướng cực tả hay cực hữu. Đó là lời phát biểu của Nick Brana, được xem là chủ tịch của đảng có tên gọi là People Party, tức là Đảng Nhân dân và nói rằng hiện nay Hoa Kỳ gần như là chỉ có hai đảng chính là gần như thống trị khắp nơi và giờ đây người dân Hoa Kỳ đã quá mệt mỏi đối với hai đảng chính bởi vì sự đấu đá của họ và họ cần có một cái đảng thứ ba ôn hòa hơn để làm việc cho đất nước. Đây là lời phát biểu của ông Brana đã đưa ra. Ông được xem là người đã sáng lập cái đảng nhân dân tại Hoa Kỳ tức là People Party. Trước đó thì đảng No Labor, một đảng được thành lập với cái phong trào là thu hút tất cả những khối phiếu ôn hòa của cả lưỡng đảng dân chủ lẫn cộng hòa và đây được xem là một cái thế lực khá mạnh và có thể ảnh hưởng tới lá phiếu của đảng dân chủ và quan điểm của người dân Hoa Kỳ dường như là không có vướng lại với lại hai đảng chính hiện nay là đảng cộng hòa và đảng dân chủ bên cạnh đó thì đảng có tên gọi là libertarian tức là đảng cấp tiến được xem là đảng lớn thứ ba ở trên toàn quốc cũng bắt đầu tìm cách thúc đẩy một cái nhân vật của họ ra tranh cử năm 2024. Trước đó năm 2016 thì Gary Johnson đã ra tranh cử năm 2016 và thắng được 3% trong tổng số phiếu và ông ta là ứng cử viên duy nhất của đảng thứ ba đã có được cái số ủng hộ khá đông và trước khi mà có sự xuất hiện của ông này thì năm 1992 ông Rose Perot đã ra tranh cử với tính cách độc lập và ông ta đã nhận trên 18% trong các cử phiếu phiếu cử tri năm 1992 và điều này dường như là một, có một cái khuynh hướng mà người dân Hoa Kỳ đang muốn có thêm những cái đảng mới để có thể quân bình cái thế lực của đảng Cộng Hòa lớn đảng Dân Chủ ở tại Quốc hội cũng như là ghế hành pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong một bản báo cáo chính thức cho thấy 12 triệu Mỹ Kim đã biến mất khỏi một cái super PAC ủng hộ cho ông Joe Biden trong khi mà họ công bố về tài chánh gần 12 triệu mỹ kim đã bị biến mất trong cái việc công bố về hồ sơ tài chánh của một nhóm super PAC ủng hộ cho ông Joe Biden, trong đó đang có lời kêu gọi là phải điều tra. Bản tin cho biết thì Future Forward đó là tên của cái Super hát này đã nhận 3.4 triệu Mỹ Kim từ các tổ chức được xem là bất vụ lợi có liên hệ và Future Forward USA Action cũng như là Future Forward USA Action cho biết là vấn đề mà hồ sơ thuế của họ đã biến mất khoảng 15.5 15.3 triệu Mỹ Kim và Uh, John C. McLean được xem là làm việc cho cả ông cựu tổng thống Obama trước đây và là cho biết rằng là họ nói rằng đây là một cái tổ chức bất vụ lợi và Future Forward đã không lên tiếng cho biết về tình trạng mà báo cáo tài chính của họ mất đi gần 12 triệu Mỹ Kim. Và tờ Washington Free Bacon đã lên tiếng và báo cáo về tình trạng mất mát này. Trong khi đó thì tổ chức có tên gọi là National Legal and Policy Center gọi tắt là NLPC đã chính thức gửi một cái đơn lên cho quỹ ban bầu cử của liên bang là FEC để yêu cầu công bố tất cả những cái việc thất thoát tiền này từ một cái super PAC ủng hộ cho ông Joe Biden. Đây được xem là một trong những cái tai tiếng mới nhất liên quan tới vấn đề tiền bạc của ông Joe Biden và đặc biệt là việc mà ông ta có nhận tiền tham nhũng hay gia đình ông ta nhận tiền tham nhũng hay không vẫn đang bị điều tra bởi Hạ viện của Quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Cựu luật sư của Tổng thống Trump là ông Rudy Giuliani đã có mặt ở tại Georgia và trong đó ông đóng tiền tài ngoại hậu tra lên tới 150.000 Mỹ Kim và ông ta cáo buộc đây là một cái cáo trạng mang tính chất trò hề và tấn công trực tiếp vào hiến pháp Rudolph Giuliani là một cựu luật sư của Tổng thống Trump trước đây đã có mặt tại Atlanta và đối diện với các truy tố nhắm vào ông trong việc mà nói là âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2020. Vốn là cựu công tố viên liên bang ở tại New York và là thị trưởng của thành phố New York, ông đã phải trả 150.000 tiền tại ngoại hầu tra và ông cùng với 18 người khác đang bị cáo buộc bởi bộ được xem là văn phòng biện lý của atlanta xin lỗi quý vị ở tại fulton county đây là một cái cáo trạng mang tính chất đầy trò hề ông giuliani đã nói với các thông tin viên sau khi mà ông có mặt ở tại fulton và đây là lò hành động tấn công trực tiếp vào bản hiến pháp của chúng ta ở đây được xem là một trong những bị cái, được gọi là bị can đã bị truy tố tổng cộng 19 người chung với tổng thống Trump. Ông Giuliani cho biết là ông sẽ phải phản kháng mạnh. Trong khi đó, một số người khác đã yêu cầu gửi một cái đơn khẩn cấp và chuyển cái phiên tòa xét xử ở tại Fulton County theo luật tiểu bang chuyển về tòa án của liên bang, bởi vì cuộc bầu cử tổng thống thuộc quyền hạn của quỹ ban bầu cử của liên bang và không dính dấp tới tiểu bang. Tuy nhiên, thì à, bà Fannie Willis vẫn lợi dụng cái à, tính chất tiểu bang để truy tố những người này đây được xem là một trong những hành động mới nhất mà ông Giuliani cáo buộc là một phiên tòa đầy trò hề và những cáo trạng đầy trò hề và ông cho rằng những hành động này đang tấn công trực tiếp vào bản hiến pháp của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và 6 giờ chiều giờ California tức là 9 giờ tối giờ của miền Đông thì cuộc tranh luận của các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa sẽ diễn ra ở Milwaukee Wisconsin Cùng một lượt và cùng một thời gian này, cựu Tổng thống Trump sẽ tung ra cuộc phỏng vấn của ông và ông Carson Cùng một lượt trong cái thời gian mà phía của Đảng Cộng Hòa đang có cuộc tranh luận Bản tin mới nhất cho biết thì cựu Tổng thống Trump xác nhận trên trang social của ông Là cuộc phỏng vấn với lại cựu xướng viên của đài truyền hình Fox là ông Tucker Carson Sẽ được công bố vào tối ngày hôm nay cùng một giờ khi mà phía của Mỹ Quốc kỳ tổ chức cuộc tranh luận cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Ông Carson đã đưa ra một cái đoạn ngắn ở trên trang X và trong đó, à, tức là hiện nay là trang Twitter, trong đó nói rằng cái à, cuộc phỏng vấn này sẽ được release, tức là sẽ được à, trình chiếu 8 giờ 55 phút, tức là 5 phút trước khi mà có một cái à, cuộc tranh luận của các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa ở tại Milwaukee Wisconsin theo giờ địa phương, tức là khoảng à, 5 giờ 55 chiều của California và tức là gần 6 giờ California và hiện nay thì đài truyền hình Fox là cái đài đã được trình chiếu và bắt đầu từ 9 cho tới 11 giờ tối và trong đó gần như là không có mặt của cựu tổng thống Trump Spark will fly tức là tia lửa sẽ xẹt ra đó là lời tweet của ông Trump đã đưa ra ở trên cái trang tru so của ông cái này cái, cái cái post của ông thì đúng hơn và cựu tổng thống Trump sẽ trả hồi lời rất nhiều những câu hỏi liên quan tới à, cá nhân của ông, những đơn kiện và cuộc tranh cử năm 2024. Hứa hẹn là chương trình này sẽ hit còn hơn cả cái chương trình của đài truyền hình Fox bởi vì hầu, hầu hết tất cả những người ủng hộ trong trăm và những kẻ thù của ông trăm cũng như những kẻ thù ghét ông cũng sẽ chú ý và lên trang X tức là platform X à, trước đây là trang Twitter để xem cái chương trình này thay vì họ xem cái cuộc tranh luận của 8 ứng cử viên đảng Cộng Hòa ở trên cái trang của Fox News. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một Phòng lab tức là một phòng nghiên cứu sinh học à, nằm ở trong thị trường đen ở tại California bị phát hiện hiện nay sẽ bị hạ viện điều tra. Bản tin mới nhất cho biết thì dân biểu Brad Wenstrup của Đảng Cộng hòa tại Ohio là chủ tịch của tiểu ủy ban đối phó với đại dịch sẽ mở cuộc điều tra toàn diện về một cái phòng nghiên cứu sinh học bất hợp pháp tại California được làm chủ bởi một công ty của Trung Quốc có tên là Prestic và Biotech và trong đó sẽ gây nguy hiểm cho các hoạt động liên quan tới vấn đề của đại dịch 19 tại Hoa Kỳ. Trong tháng 3, thì giới chức địa phương đã cho thanh sát một cái nhà kho được bỏ trống ở tại Ridley, California bởi vì họ nghi ngờ ở trong đó có những cái hóa chất nguy hiểm và có những cái nguyên liệu mà họ cho rằng có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng xung quanh. Và sau khi thanh sát thì họ phát hiện ra đây là một cái phòng nghiên cứu sinh học bất hợp pháp và trong đó chứa rất nhiều những loại vi khuẩn khác nhau bao gần luôn bao gồm luôn cả vi khuẩn Covid-19 đã khiến cho trên 1 triệu người dân Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng từ tháng 2 tháng giêng năm 2020 và trong tháng 4 năm 2023 trong một lá thư gửi cho bộ trưởng y tế là tavia sera và kể cả cái người đứng đầu của cơ quan fbi là christopher ray thì ông shop cho biết là ông đã đưa ra cái sáng kiến điều tra bởi vì nó có thể sẽ là một trong những cái phòng <laughs> Nghiên cứu mà không có được cấp bông bài điều hành bởi một công ty của Trung Quốc ngay trên lãnh thổ của Hoa Kỳ là điều này không thể chấp nhận được với những cái loại vi khuẩn rất nguy hiểm và ông nói với ông Ray là cái ba Ủy ban của ông sẽ cam kết điều tra tới tận cùng nguyên thủy của con siêu vi khuẩn 19 này và đồng thời cũng sẽ tìm đủ một cách để làm cho người dân của Hoa Kỳ an toàn hơn trước những đe dọa về sinh học. Đây được xem là một trong những cái cuộc điều tra mà Hạ viện nhắm vào một cái phòng lab đã được phát hiện tại California đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và các nhà nghiên cứu đã lên tiếng cảnh báo rằng việc mà cộng sản trung quốc đang gây ảnh hưởng trong các trường đại học của hoa kỳ sẽ ảnh hưởng tới các sinh viên và các kỹ thuật quan trọng của hoa kỳ các nhà nghiên cứu đã lên tiếng cảnh báo rằng việc đảng cộng sản trung quốc đang nỗ lực kè hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng tới các sinh viên tại các trường đại học là một hành động gây nguy hiểm cho và rủi ro cho ngành kỹ thuật quan trọng của Hoa Kỳ. Một một cái buộc nói chuyện được tổ chức bởi tổ chức chiến lược có tên gọi là Houston Institute có trụ sở đặt tại Washington DC đã công bố cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có một cái chiến dịch trong đó gần như là tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và đặt và hệ thống gián điệp nhắm vào tất cả các sinh viên du học cũng như là tìm cách gọi là thay đổi cái quan điểm của người dân hoa kỳ đánh cắp các cái à, là thành quả về khoa học về kỹ thuật và kể cả những nghiên cứu về quân sự theo tường trình của trang website này và đảng cộng sản trung quốc dường như là đang có một cái mối quan hệ song phương với lại các cái trường đại học của hoa kỳ thành lập tất cả những văn phòng cố vấn có liên hệ tới các sinh viên của trung quốc và hiệp hội của trung quốc trong đó gần như là thực hiện các cái chiến dịch về tuyên truyền cũng như là sử dụng những cái ngôn ngữ của hoa kỳ để mà bắt đầu tuyên truyền cho các sinh viên tại hoa kỳ và trong một cái đất nước độc tài toàn trị nơi mà đảng cộng sản trung quốc đã có một cái ý tưởng và cái ý thức hệ khác và không có à, gọi là chia rẽ giữa một cái xã hội trong một quốc gia đó là lời phát biểu của osnevat được xem là viên chức cao cấp đặc trách về đối ngoại và vấn đề an ninh của sinh viên của việc nghiên cứu ở trong cái hệ thống này cho biết như trên và gần như họ báo động rằng là hoạt động của đảng cộng sản trung quốc trong các trường đại học của hoa kỳ càng lúc càng tăng và họ đang tăng cường rất nhiều những hệ thống tuyên truyền và tìm cách gọi là gây ảnh hưởng cho tất cả những sinh viên bản xứ tức là những sinh viên của hoa kỳ sẽ bị ảnh hưởng và có cảm tình tốt đối với đảng cộng sản trung quốc thông qua các sinh viên của họ đây được xem là một trong những lời cáo buộc mới nhất của các viên chức được xem là nằm trong Viện Nghiên cứu Houston Institute đã đưa ra và cho thấy rằng Trung Quốc đã lợi dụng cái quyền tự do tìm hiểu và học hỏi để mà tìm cách tuyên truyền cũng như là tìm cách gây ảnh hưởng tới người dân Hoa Kỳ. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, Bắc Hàn đã cho bắn thử một cái hỏa tiễn đưa vệ tinh gián điệp cọ vào không gian vũ trụ lần thứ hai tiếp theo sau vụ thất bại của lần trước bản tin mới nhất từ nam Hàn cho biết rằng uh, trong ngày thứ năm bắc hàn đã cho bắn thử một cái uh, hỏa tiễn tầm xa và lực lượng quân sự của nam Hàn trong một bản statement cho biết là việc này là họ sẽ đưa một cái vệ tinh lên không gian vũ trụ và hoạt động về gián điệp đầu tuần này thì giới chức nhật bản cho biết uh, phía bắc hàn đã thông báo cho họ là dự tính sẽ bắn một cái vệ tinh của họ trong vòng vài ngày tới và vào cuối tháng năm vừa qua bắc hàn đã thất bại trong việc đưa cái vệ tinh uh, về gián điệp của họ vào không gian vũ trụ và nó rớt những mảnh vỡ này trên vùng biển của Nam Hàn và một phần rơi trên vùng biển của Nhật Bản và điều này đã khiến cho Bắc Hàn đã cảm thấy uh, gọi là... Uh mất mặt và lần này thì họ tiếp tục bắn lần thứ hai và trong ngày thứ năm tính theo giờ địa phương hôm nay là ngày thứ tư bên mỹ như là sáng thứ năm tại á châu thì phía nam hàn cho biết bắc hàn đã cho bắn một cái hỏa tiễn lên không gian vũ trụ và trong đó được ước tính là có mang theo một cái vệ tinh về gián điệp mà bắc hàn đang có tham vọng là thể giám sát tất cả các mặt biển và nhìn thấy được tất cả những những cái gì đang xảy ra tại nam hàn cũng như các căn cứ quân sự tại nam hàn đây được xem là một trong những cái nỗ lực mới nhất của bắc hàn tăng cường khả năng quân sự và giám sát của họ và họ cáo buộc rằng Hoa Kỳ đang cùng phối hợp với Nam Hàn thực hiện một kịch bản để xâm lăng đất nước của họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng à, buổi chiều ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.